Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỷ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề từ nay đến giữa tháng 2, tốc con giáp xoay chuyển vận mệnh, dầu có đổi đời, tình tiền chạm đỉnh, hầu bao rộng mở, hạnh phúc viên mãn. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong top những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ nay đến giữa tháng 2. 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, giàu có đổi đời, tình tiền chạm đỉnh, hầu bao mở rộng, hạnh phúc viên mãn. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp Tuổi Mão. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân và những người xung quanh. Chính vì yêu cầu này mà đối diện với khó khăn và trở ngại, con giáp này cũng kiên định vượt qua hướng về phía trước với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn. Họ thực sự sẽ dùng trình độ và nỗ lực thực sự của mình để tạo ra khả năng xoay chuyển vận thế trong suốt quá trình phấn đấu trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mão thường có yêu cầu và mưu cầu cao trong sự nghiệp, vì vậy những người này cũng sẽ thông qua chăm chỉ và cố gắng hết mình của bản thân để đạt được cuộc sống hạnh phúc. Người tuổi Mão đón sự nghiệp như ý, tình yêu hạnh phúc, cuộc sống tràn đầy ánh nắng và sự tự tin, tinh thần phấn chấn. Họ đón nhận nhiều bất ngờ và cả ngọt ngào lẫn cay đắng, nhưng cuối cùng vẫn là một hạnh phúc tràn đầy. Người tuổi Mão là người đặc biệt nhạy cảm và thường cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của người tuổi Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Vì có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, người tuổi Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn người tuổi Mão. Với vẻ bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, người tuổi Mão có đời sống nội tâm rất phong phú. Cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó là có thể buồn ngay, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Người tuổi Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức, đôi khi nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình, nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như cơn giông ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Người tuổi Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao những người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ và ngạo mạn. Rất thích được yên ổn, người tuổi Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh. Nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, và vì vậy thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo, cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Người tuổi Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe tốt bụng và ngọt ngào, vì vậy được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn với nhau. Trong công việc, người tuổi Mão thường lặng lẽ nhưng hiệu quả.
Có một trí nhớ tốt được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Tuổi Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nam giới tuổi Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn, họ rất khiến chị em ngây ngất bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, thì nam tuổi Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những người phụ nữ khác, ngay cả khi họ gắn bó với một người, khi đùa giỡn với người thứ ba. Họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật, bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, cuối cùng họ vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ của mình. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Phụ nữ sinh tuổi Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn nhưng bản chất thận trọng, ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai đó. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của những người thân. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Ngọ. Theo tử vi của 12 con giáp, bất kể gặp phải khó khăn và thất bại nào, thì người tuổi Ngọ cũng đều rất lạc quan và bình tĩnh. Trong công việc, họ cũng rất tự tin và chăm chỉ. Trong toàn bộ quá trình phấn đấu, con giáp này có nhiều ý tưởng và quan điểm cá nhân của mình. Họ sẽ luôn xử lý công việc xuất sắc, từ từ hoàn thành các mục tiêu của mình, đã định theo cách mà họ giỏi giang nhất. Con giáp tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng và kỳ vọng hơn đối với những điều anh ấy tin tưởng. Nhưng người này sẽ phát triển sự nghiệp vững vàng, tạo dựng các mối quan hệ thân thiết và đáng tin cậy. Con giáp tuổi Ngọ có sự nghiệp hanh thông, tình yêu mỹ mãn. Họ không ngừng nỗ lực trong công việc, dũng cảm trong tình yêu, cuộc sống bay bổng, đón nhận nhiều bất ngờ, nếm trải hết cay đắng ngọt bùi. Người tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với các công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Năng động, biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó, tuổi này không thể chịu được các lịch trình dày đặc hay thời gian biểu cứng nhắc và các quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc là sự kiên nhẫn cho những thứ này. Tuổi Ngọ là con giáp du mục đi tới đi lui từ chỗ này sang dự án khác, chương trình khác, giỏi là biết làm ra tiền. Làm ra tiền cốt để thỏa mãn ước vọng ngầm là cũng có chút đỉnh với người ta. Vì vậy tuổi này vừa lo làm ra tiền mà vẫn giữ được tính độc lập và tự do cho mình. Và dù tuổi này không có tính phô trương lắm nhưng cũng cố gắng tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Tính kiên nhẫn khiến cho tuổi Ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Tuổi này thà nắm chắc các tình huống trong tay của mình trước chứ không chờ đến kẻ khác tác động đến hoặc là cho ý kiến vô. Tính một thân một ngựa này khiến người khác phải né ra xa. Mặc dù tuổi Ngựa không có khuynh hướng nhìn xa mọi việc, nhưng lại rất nhạy bén biết điều gì là cần làm. Tuổi này hăng làm và làm được việc thật sự. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Trong công việc họ rất năng động, nhiệt tình. Người tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Nhanh nhẹn và linh hoạt, người tuổi Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập cả thể chất và tinh thần. Và để thỏa mãn tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc vì họ rất đa tài. Tuy nhiên họ rất khó chịu đựng thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không để tâm, làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Sức khỏe tốt có thể vì họ luôn giữ cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
và ưa thể thao, hãy dẫn ngựa ra ngoài và xem cách chúng hào hứng chạy trên cánh đồng tự do. Ngựa thường chỉ ốm khi không được chạy nhảy và bị nhốt kín mà thôi. Ngọ phù hợp với hầu hết các công việc. Tuy nhiên họ cần cân nhắc khi chọn những ngành nghề đi kèm mệnh lệnh và quy tắc cứng nhắc. Nhờ giỏi giao tiếp nên tuổi ngọ sẽ thuận lợi hơn trong các công việc, cần tiếp xúc với nhiều người, nhu cầu được độc lập và dựa vào chính mình, khiến họ thèm muốn quyền lực và phù hợp với các nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin đại chúng. Điều lớn nhất mà tuổi ngựa là phải tập cho tâm tính hòa nhã, có như vậy thì mới không bị chao đảo và thấy rằng hạnh phúc trong đời là ngay đây, không phải đi đâu xa. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ nhưng không bao giờ cũng hoàn thành công việc đã bắt đầu. Do có quá nhiều mối quan tâm, tuổi ngọ thường chọn công việc theo hứng. Đến lúc vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ rời công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao, đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Bất kể là việc gì dù đơn giản hay phức tạp, tuổi ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm, đáng để người khác học tập. Nhưng tuổi ngọ cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy vội vàng thiếu kiên nhẫn. Cảm ơn quý anh chị tuổi ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Thìn. Theo tử vi của 12 con giáp người tuổi Thìn, luôn có yêu cầu cao đối với công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Con giáp này sẽ luôn nỗ lực và kiên định để hướng tới mục tiêu đã định. Trong quá trình này, dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Những người này cũng sẽ không chọn từ bỏ bản thân mình vì những khó khăn và thất bại nhất thời. Con giáp tuổi Thìn đó sự nghiệp hanh thông, tình duyên mỹ mãn, mạnh dạn dũng cảm, có những bước đột phá tiến đến nhanh, đến các mục tiêu, bất ngờ đến rồi đi, sau cay đắng rồi đến ngọt bùi. Người tuổi Thìn trong số 12 con giáp thì rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho tham vọng và thống trị. Thế nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng và mang tính chất thần thánh, bởi rồng là con vật trong tưởng tượng. Người sinh năm Thìn tràn đầy năng lượng và sức mạnh. Họ có sức quyến rũ và tỏa sáng, họ là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Họ có sức quyến rũ và tỏa sáng, bề ngoài uy phong dáng dấp to lớn oai hùng của rồng trong thần thoại, khiến tư tưởng của con người mặc sức bay bổng. Do đó cho dù có hư cấu hay không, phẩm chất thần kỳ của rồng chắc chắn tiềm ẩn ở những ai sinh năm Thìn. Họ có nhiều người sùng bái, những người tuổi rồng kiêu ngạo thanh cao và vô cùng thẳng thắn, nhưng ngay từ nhỏ đã tự xây dựng lý tưởng và đòi hỏi những người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như mình. Dù chú nhóc này là thành viên nhỏ nhất trong gia đình thì tính tình vẫn hiếu động, nghịch ngợm, thích gánh vác những nhiệm vụ quan trọng. Đứa trẻ lớn hơn một chút thường thay cha mẹ chăm nom, dạy dỗ đàn em thơ. Rồng không phải là những người hướng nội, vị trí của họ là ở bên ngoài thế giới to lớn kia. Giữa đám đông công chúng, tổ ấm thân yêu của rồng có nét đặc trưng là sự uy nghiêm trang trọng. Tiềm năng của người tuổi Thìn rất lớn, khát vọng sự nóng vội của họ như thể sự cuồng nhiệt của họ cháy bỏng như ngọn lửa được phun ra từ miệng rồng. Họ là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt, không phải luôn luôn dễ gần, họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của mình. Người tuổi Thìn luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi con giáp này thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người của mình. Tuổi Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác và cũng có những cá tính đặc biệt, đôi khi thay đổi bất ngờ khó hiểu. Nhìn chung, người tuổi Thìn phần lớn có cá tính mạnh mẽ và có bản lĩnh. Trong cuộc sống, họ thường không bằng lòng với thực tại và luôn luôn có ý chí vươn lên. Người tuổi Thìn có một số tính cách chung, như thích hướng ngoại, không thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan, có ý chí tiến thủ cao. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa phẩm chất của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Người tuổi này có tâm tư trong sáng, tính tình thành thật, có năng lực, thích thực hiện kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm, họ thích tạo ra cảm giác lãng mạn, nữ mạng siêu năng, tiết kiệm, đảm đang, tháo vát.
họ có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và hoạn nạn. Là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, tính tình vui vẻ, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, cốt nhục hình khắc, con cái không ít, nữ mạng hiền lương, vợ phù ích tử. Người tuổi này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bạn bè bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt, tính tình cởi mở, cương trực hay thương người, không cầu kỳ kiểu cách hoặc giả dối, vào lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu, nữ mạng giỏi giang, sự nghiệp hưng vượng ở tuổi trung niên. Về sau tài lộc thịnh vượng, họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Một khi đã hứa, tuổi Thìn nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách. Không để người khác mất niềm tin với mình, đôi lúc họ cũng mơ tưởng không thực tế nhưng điều đó có giới hạn. Tuổi Thìn là người không bao giờ sợ hãi lùi bước trước gian nan thử thách, ngược lại càng khó khăn ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao. Đó là lý do khiến người tuổi Thìn luôn chinh phục được những khó khăn mà người khác không thể vượt qua. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ nay đến giữa tháng 2. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được có link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.